Giải Nobel là giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hàng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình. Trong đó, giải Nobel Hòa bình là một giải thưởng đặc biệt khi nó không chỉ có thể trao cho một cá nhân mà có khi cả một tập thể vì những đóng góp của họ cho hòa bình thế giới. Trong lịch sử, Việt Nam ta chưa từng có cá nhân nào được nhận giải thưởng Nobel cho riêng mình. Thế nhưng, kỳ lạ thay nước ta lại có một người từ chối giải Nobel dù đã được đề cử nhận giải. Đặc biệt hơn nữa, đó lại là giải Nobel Hòa bình, một giải thưởng cực kỳ danh giá mà ai cũng mong muốn có được. Thực tế, chuyện từ chối giải Nobel là một câu chuyện không phải quá hiếm hoi, vì đã có không ít cá nhân từng từ chối nhận giải thưởng cao quý này. Tuy nhiên, những trường hợp này thường do bị áp lực chính trị, đặc biệt là trong thời Thế chiến thứ hai. Và vài nhà khoa học do bất đồng với sự công bằng trong việc trao giải cũng từ chối được vinh danh. Còn trường hợp từ chối Nobel Hòa bình của Việt Nam ta lại rất khác và rất đặc biệt. Chắc hẳn là các bạn đang tò mò muốn biết đó là ai đúng không nào? Đó chính là ông Lê Đức Thọ, một chính trị gia, một nhà thơ, là cố vấn phái đoàn đàm phán về hòa bình Việt Nam tại Paris trong thời gian 5 năm, từ năm 1968 đến năm 1973. Sau khi hội nghị đã kết thúc và có văn bản về nền hòa bình của Việt Nam đã được ký kết vào ngày 2 tháng 3 năm 1973, ông Lê Đức Thọ cùng với tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn phái đoàn Mỹ, cùng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1973. Nhưng nhà thơ, nhà chính trị Lê Đức Thọ đã từ chối, không nhận giải thưởng hòa bình cao quý mang tầm quốc tế này với lý do lúc đó Việt Nam chưa có hòa bình. Ông Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh năm 1911 và mất năm 1990. Ông sinh ra tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Là một chiến sĩ cách mạng tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 20, ông đã được trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Cách mạng tháng 10 Liên Xô, Huân chương Angkor, Campuchia. Năm 1973, trên con đường thương lượng nhằm mang lại hòa bình thống nhất đất nước cho Việt Nam, Lê Đức Thọ đã có hàng năm trời chạm trán, đấu trí với con cáo nước Mỹ lúc bấy giờ là Kissinger. Cả hai đều muốn kết thúc chiến tranh. Người Mỹ muốn ra đi trong vinh quang, người Việt muốn hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiên, những mong muốn đó đều đặt lên vai hai nhà ngoại giao tài năng ở hai đầu chiến tuyến. Trong cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris, những cuộc gặp riêng giữa ông Lê Đức Thọ và cố vấn phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ông Henry Kissinger, cố vấn phái đoàn Mỹ, giữ vai trò quyết định then chốt. Những lần gặp gỡ này là những cuộc đối đầu lịch sử gay cấn, thú vị, với nhiều giai thoại đặc sắc trước khi các bên đặt bút ký vào biên bản hiệp định. Tại Hội nghị Paris, theo định kỳ, thứ năm hàng tuần họp bốn bên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Kleber để các đoàn đấu tranh công khai trước dư luận, trình bày lập trường, quan điểm của mình. Bên cạnh đó, những cuộc gặp gỡ tiếp xúc riêng giữa hai phái đoàn Việt Nam và Mỹ do hai cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chủ trì cũng được xúc tiến song song. Theo ông Trịnh Ngọc Thái, nguyên trợ lý trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris, tổng cộng có 36 cuộc gặp riêng trong thời kỳ họp hai bên và bốn bên. Những vấn đề về thực chất thì bàn giải quyết ở các cuộc gặp riêng này. Có những buổi họp hai bên trao đổi lý lẽ, lập luận tương đối điềm tĩnh, nhưng có những ngày không khí rất căng thẳng, thậm chí có cả chuyện đập bàn đập ghế. Ông Thái kể, một lần Kissinger nói, ông Thọ này, nếu các ông cứng như thế này thì có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp tục, bom đạn sẽ còn tiếp tục rơi ở miền Bắc. Nghe vậy ông Thọ phang ngay, tôi xin ngắt lời ông, có phải tôi với các ông mới đánh nhau hôm qua đâu? Tôi với các ông đánh nhau 4-5 năm rồi, bom đạn cũng đã rơi 4-5 năm rồi. Các ông đem bom đạn ra dọa tôi hôm nay không được đâu. Giáo sư sử học Larry Berman trong tác phẩm Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự đã cho rằng Richard Nixon đã học được từ Hiệp định Geneva kinh nghiệm phải tranh thủ các đồng minh Liên Xô, Trung Quốc để gây áp lực, tác động đến đường lối ngoại giao của Việt Nam trên bàn đàm phán. Vậy nên khi đàm phán lâm vào bế tắc, Nixon đã có những chuyến công du đến Trung Quốc, Liên Xô thiết lập mối quan hệ bang giao để thực hiện mưu đồ của mình. Trong một buổi họp riêng với Kissinger, cố vấn Lê Đức Thọ đã nói, tôi biết các ông gần đây cũng chạy vạy rất nhiều chỗ này chỗ khác để tìm ra một giải pháp. Nhưng mà các ông nên hiểu, đây là vấn đề của Việt Nam diễn ra trên đất nước Việt Nam. Thì chỉ có tại bàn thương lượng này, chúng ta mới có thể tìm ra được giải pháp, chứ không phải chạy đi chỗ này chỗ khác. Nếu ông còn đi theo con đường đó, thì các ông còn thất bại. Lê Đức Thọ và Kissinger thường ăn miếng trả miếng, tranh cãi tay đôi để bảo vệ lập trường, quan điểm của mỗi bên. Với những nhân chứng từng tham gia đàm phán, Lê Đức Thọ là một nhà chiến lược tài ba, sắc sảo và rất quyết liệt.
kiên trì trong việc bảo vệ lập trường của ta. Thêm vào đó, chính nghĩa thuộc về cuộc kháng chiến của quân dân ta, nên Mỹ và Kissinger dù có dùng nhiều thủ đoạn quân sự và ngoại giao khác nhau cũng không thể giành được hòa bình trong danh dự như họ mong đợi. Lấy từ tác phẩm Tam Quốc Chí, giới báo chí phương Tây đã ví von ngắn gọn về cuộc đối đầu đặc biệt này, rằng trời đã sinh Kissinger, sao còn sinh thêm Lê Đức Thọ. Còn người trong cuộc, tiến sĩ Henry Kissinger, sau 30 năm sau, đã phải ngậm ngùi thừa nhận: "Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện với tôi trên bàn đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam không phải là ông Lê Đức Thọ." Nói vậy để thấy, thái độ cứng rắn của nhà ngoại giao Lê Đức Thọ trong cuộc đàm phán này có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong sự thành bại của Hiệp định Paris. Nhờ có ông, nhờ có tài trí hơn người đó mà đất nước Việt Nam bé nhỏ ta mới có thể không bị lép vế trước một siêu cường quốc Mỹ trên một bàn đàm phán, và từ đó lập lại hòa bình trên đất nước Việt Nam. Từ những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp định Paris năm 1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ông Lê Đức Thọ được Ủy ban Nobel chọn trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cùng với Henry Kissinger. Nhưng ông Lê Đức Thọ đã từ chối vì ông cho rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam và rằng người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa Bình chính là nhân dân Việt Nam. Và ông đã nói đúng. Ngay trước ngày ký kết Hiệp định Paris, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã bắt đầu âm mưu phá hoại Hiệp định, cắm cờ giành đất gây nhiều tổn thất cho ta. Trên thực tế, Hiệp định Paris khi có hiệu lực chỉ được thi hành nghiêm chỉnh ở những điều khoản rút quân Mỹ và lực lượng chư hầu, trao trả tù binh Mỹ mà thôi. Chiều ngày 29 tháng 3 năm 1973, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, ta đã phải trao trả cho phía Hoa Kỳ những phi công Mỹ cuối cùng bị bắt trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc. Hãng AFP đưa tin, trong suốt cả ngày và đêm ngày 28 tháng 3, các máy bay vận tải quân sự và máy bay đi thuê, các hãng tư nhân bay đi bay về giữa hai sân bay Clark và Tân Sơn Nhất để chở các lính Mỹ rút đi. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 1973, những lính Mỹ cuối cùng đã rời Việt Nam hồi 17 giờ 30 phút giờ Sài Gòn. Người Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Nam Việt Nam là đại tá không quân David Oden. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút hết vào cuối tháng 3 năm 1973, Nguyễn Văn Thiệu và chính quyền Sài Gòn lại tiếp tục ra sức phá hoại hiệp định, hành quân, lấn đất, chiếm dân trong chiến dịch tràn ngập lãnh thổ trên toàn miền Nam. Trước tình hình đó, quân dân ta tiếp tục bước vào giai đoạn chiến đấu mới một cách không khoan nhượng. Vai trò của Hiệp định Paris trên thực tế đã kết thúc. Nhưng điều quan trọng nhất mà hiệp định đã thực hiện được là quân Mỹ phải ra đi, còn quân ta thì ở lại. Mỹ đã một đi không trở lại, tạo điều kiện để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi cuối cùng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân lịch sử trên toàn chiến trường miền Nam. Đất nước Việt Nam cuối cùng đã được thống nhất, non sông đã thu về một mối sau 21 năm trường kỳ kháng chiến, hy sinh gian khổ. Giải Nobel Hòa bình Thế giới năm 1973 khi chưa được công bố thì người ta đã chắc chắn sẽ trao cho những người đã đánh nhau trên bàn đàm phán Paris. Nhưng trao cho ai, Lê Đức Thọ hay Kissinger, thì vẫn là điều mà người ta chờ đợi. Cuối cùng, hội đồng chuyên gia của giải thưởng danh giá nhất thế giới này đã chọn cả hai. Hai cái tên được vinh danh, nhưng chỉ có Kissinger bước lên bục danh dự. Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng với lý do đơn giản: hòa bình thực sự vẫn chưa được lập lại, và ông làm vì dân tộc của ông. Cả thế giới lại một lần ngả mũ trước tài năng, đức tính của nhà ngoại giao lão làng này. Chúng ta có quyền tự hào khi cái tên Lê Đức Thọ đã được ghi vào cuốn sổ vàng của giải Nobel. Ông là người Việt Nam duy nhất được vang danh ở giải thưởng này. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.